Quý vị và các bạn thân mến, đây là cái video thứ hai của cái vườn bonsai có rất là nhiều cây lộc vừng đẹp ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, quý vị các bạn. Thì khi đi ra ngoài khu vực phía ngoài này, hồi nãy thì Quả Thơm TV quay phía trong, thì đi ra khu vực phía ngoài này thì Quả Thơm TV lại tiếp tục thấy những cây lộc vừng vừa được xả tàn ra ha, xả tàn ra và đang lên cây, đang lên đọt non cũng rất là đẹp đấy quý vị các bạn. Cây này cũng vừa tháo kẽm ra nữa vì các bạn, còn thẹo nguyên y ha, còn thẹo nguyên y, mới tháo kẽm trong thời gian ngắn thôi, thẹo chưa liền gì hết ha. Đó. Nhưng mà thân cây này thì cũng khá là đẹp, cây này nó có hai thân ha, hai thân tạo thành tàn bay như con phụng vậy đó. Đây là thân nhỏ nè, thân nhỏ hoành chắc tầm 30-40, còn thân lớn thì chắc hoành chắc tầm 60-70-70 thì các bạn ha. Còn đây là cái thân nằm của nó, thân nằm chủ đạo của nó nè. Thân này nó nằm bộ rễ nó nằm xuống ha, dài theo cái chậu hình hột xoài vậy các bạn. Chậu hột xoài này chiều dài chắc còn tầm 2 mét hơn vậy các bạn. Đó. Có hai thân lên ha. Bay nghiêng nghiêng bay ra giống như hình con phụng của con rồng. Cái người nghệ nhân tạc ra cái tác phẩm này cũng khá là đặc biệt quý vị các bạn ha. Khá đẹp. Tổng thể em nó phần xương phần cốt rất là chất quý vị các bạn ha. Đây, thêm một cái tác phẩm bonsai đại nữa nào quý vị các bạn. Cây này cũng cây lộc vừng luôn quý vị các bạn. Đó. Cây lộc vừng luôn ha. Cây này có hai thân chính. Lên trên cốt cành lên trên quý vị các bạn ha. Đang dằn kẽm, đang xả tàn dằn kẽm vậy các bạn, rất là đẹp, rất là đẹp vậy các bạn. Ngắm cốt cành đó thì chỉ cái giai đoạn này là chúng ta ngắm tuyệt vời nhất, khi mà cây vừa xả tàn ra vậy các bạn. Đây tiếp tục một cái tác phẩm lộc vừng vậy các bạn, thêm một cái tác phẩm lộc vừng khá là đẹp nữa nè. Cây này thì chưa xả tàn ha. Cây này chắc thời gian ngắn nữa ta sẽ tháo kẽm. Kẽm ăn sâu quá trời chưa tháo nổi vì các bạn ha. Cây này bộ rễ, bộ thân cong cong lên cũng rất là đẹp. Bên đây tiếp tục một cái cây lộc vừng vừa xả tàn vì các bạn. Vừa tháo kẽm. Cây này cũng giữ, cây này tàn chi rất là dày. Cây này tàn chi rất là dày, nuôi rất là lâu rồi vì các bạn ha. Hoành gốc to lắm. Thân nó nè, thân dày lắm quý các bạn, thân đẹp, thân cốt cành đẹp quý các bạn ha. Có tổng cộng bốn cái gốc to, bốn cái thân to, bốn thân to ta đưa tàn lên đẹp ghê, nhìn rất là nghệ thuật quý vị các bạn ha, rất là chất luôn á. Cây này cũng là thuộc một trong những cái cây đẹp thôi vì các bạn, lộc vừng đẹp, hoành chắc phải 200 quý vị các bạn. Hoành chắc tầm 200, hoành gốc rất là lớn quý vị các bạn ha. Hoành gốc em nó to. Đây nè, mấy cái hốc liền hết rồi nè. Bộ rễ, bộ đế khá đẹp ha. Mặt bên này nữa quý vị các bạn thấy không? Hoành gốc to lắm, hoành gốc chắc khoảng tầm 200 chứ. 200 hơn. Cổ thụ á. Đẹp ha, tản chi trên rất là dày nha. Cây này đẹp. Đây có một cái cây lộc vừng này cũng dữ lắm nào quý vị các bạn. Đang trồng trong một cái đĩa tiểu cảnh hình hột xoài nè. Này chắc chiều dài của cái hình hột xoài này chắc khoảng hơn 2 mét, tầm 2 mét rưỡi quý vị các bạn. Tầm 2 mét rưỡi 3 mét gì đó. Tiểu cảnh hột xoài luôn, dưới có nước, có cá luôn. Cây này dán ở trên tàn bay ra, ở dưới có thêm cây nhà thân nhỏ nữa, mình có thể gọi là dán phu tử được không ha. Cây này có thể gọi là dán phu tử được không ta, phụ tử được không ta, cha con quý vị các bạn ha. Đó. Có thể gọi là dán cha con được không ha, phụ tử được không ha. Cây này cũng khá đẹp nè quý vị các bạn ha. Vàng
dàn đế đàn rể cũng dữ lắm quý vị các bạn. Đây qua quả thông TV quay kỹ cho quý vị các bạn xem nè, dàn rể dàn đế của nó nè, rể là tới đây luôn á, rể nè, rể nè, làm tiểu cảnh luôn, vô đá lâu lắm rồi nè, đá này nhìn nhìn cũng lâu lắm rồi các bạn. Cây nhỏ này có thể là cây con ha, trên là cây cha, kẽm thì tháo ra hết rồi, tàn chi đang cắt sữa, đang nuôi lại, đang cho đọt non rất là đẹp, đang cho đọt non rất là đẹp đó, cây nó cong lên nè, cây cha nó cong lên nè, ha, nghệ nhân xử lý cây này cũng khá chuẩn quý vị các bạn ha, đẹp, không biết ai xử lý cây này cũng đẹp quá. Đây, tiếp tục một cái cây lộc vừng nữa. Đợt này rất là may mắn khi những cái cây lộc vừng ở trong này đang được xả tàn để quý vị các bạn chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái phần xương, phần cốt bên trong. Cây này vừa tháo kẽm luôn, kẽm còn bỏ dưới chậu nhóc luôn. Cây này cũng già lắm luôn, cây này hoành quá to, hoành gốc quá to quý vị các bạn. Hoành gốc chắc phải 300 quá, 300, 400 gì đó nè. Để cái tay mình vô xi nhê vậy ha. Hoành gốc cực kỳ to. Chậu chữ nhật này chắc khoảng 1 mét, khoảng 3 mét quý vị các bạn. Cái chậu chữ nhật ha, chậu chữ nhật khoảng 1m6, 3 mét. Đó. Cây này cũng dạng cây đẹp. Xương tàn, cốt của nó rất là dày này đó. Nó ra lá cái là full là cực kỳ đẹp luôn. Thì các bạn thấy không? Dày ghê chưa? Rễ cũng rất là đẹp ha, rễ nổi nè, rễ nổi ra gần như full chậu luôn. Tới đây luôn nè quý vị các bạn thấy không? Vừa mới thả trà tàn kẽm nhôm. Kẽm nhôm này cũng mắc tiền lắm nha quý vị các bạn, tính bằng ký. Dày ghê không? Tàn nó dày không? Quá chất luôn quý vị các bạn. Đó. Dàn rễ đẹp ha. Dàn rễ dàn đế. Dàn rễ dàn đế cây này quá đẹp luôn quý vị các bạn ơi. Nè, quý vị các bạn nhìn thấy không? Đó. Rễ nổi nè. Đây mấy cái chỗ này là bự nè ha. Cây này hoành chắc cũng phải là 300. 300 300 ngoài á. Đẹp. Cây này sửa lâu lắm rồi. Mấy cái thẹo phía bên trên quý vị các bạn, thẹo cắt chính để người ta ngày xưa người ta xả tàn nó xuống, thẹo cắt chính liền rồi. Ở trên là liền lạc hết rồi, mới tháo kẽm là chỉ còn mấy cái thẹo của kẽm thôi. Thẹo kẽm này thời gian nó liền nữa thì chuẩn luôn. Lộc vừng rất là đẹp quý vị các bạn. Nghe không? Vườn này có thể nói là chùm lộc vừng ở đây quá, chùm lộc vừng ở Nhân Trạch. Đây các bạn ha, đây có cây sung, sung. Bây giờ mình không quay sung, quay luôn lộc vừng đi. Lộc vừng để cho một cái video thứ hai này ở vườn này thì cũng sẽ tập trung vào lộc vừng là chính nha vì các bạn. Tại vì cái dàn lộc vừng ở vườn này dữ quá, không thể bỏ qua được. Đây là một trong những cái cây lộc vừng tiếp theo nè vì các bạn. Cây này nó có 3 thân chính, tàn chi trên khá là hoàn thiện, khá là dày đấy quý vị các bạn, kẽm cũng tháo ra cũng gần hết rồi, mỗi thân chính này hoành nó gốc chắc khoảng 80, mỗi thân chính hoành gốc chắc 80, 3 thân rất là đẹp. Ai mà mê lộc vừng thì nhớ đừng bỏ qua cái vườn này ở Nhân Trạch Đồng Nai quý vị các bạn. Đây tiếp tục nữa nè, này mình gọi là cụm rừng luôn chứ không còn là một cái bonsai đơn thuần rồi, nó là dán cụm rừng quý vị các bạn. Cây này dán cụm rừng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mấy thân đó. 10 mấy thân quý vị các bạn, dã man. Cụm rừng lộc vừng đây, mặt bên này nè thì các bạn thấy không, dày ghê chứ, rễ thì không đẹp nhưng mà được cái là nó thân cụm rừng, hình thành cụm rừng quý vị các bạn. Quá trời thân luôn, thân nó 10 mấy thân đó. Nhìn dày đặc cái luôn, tàn chi trên nữa quý vị các bạn,
cây này người ta tháo kẽm ra lá lâu rồi, cho nên là chúng ta sẽ không được thưởng thức những cái tàn chi bên trong, cốt cành bên trong quý vị các bạn, chỉ xem tổng thể thôi. Lộc vừng thì ngoài cái chơi dáng thì mình có thể là chơi hoa quý vị các bạn ha. Hoa lộc vừng rất là đẹp, chơi hoa chơi đọt, gọi là lộc, lộc vừng mà ha. Người ta chơi lộc, lộc tức là cái đọt của nó quý vị các bạn. Hãy tiếp tục bên cây lộc vừng nữa nè quý vị các bạn. Cây này thì cũng thường thường thấy quý vị các bạn ha, thì thường thôi. Cây này đẹp hơn nè, cây bên này chắc hơn nè quý vị các bạn. Theo đánh giá của Quả Thơm TV thì cái nghệ nhân, những người nghệ nhân sửa cái vườn này á, tay nghề cũng khá là cao ha. Quả Thơm TV đứng quay đi quay nhiều nơi rồi thì thấy nghệ nhân ở đây tay nghề khá là cao, sửa phơm dáng cây rất là đẹp vì các bạn. Không biết là anh chủ vườn anh sửa luôn hay là ai ha, phơm dáng rất là đẹp. Cây này nó có đang có hoa nè quý vị các bạn. Cây này đang ra hoa nè. Đang ra hoa được một cái hoa duy nhất. Chưa nở nó còn búp. Lộc vừng mà ra hoa thì thôi đi ha quý vị các bạn ha. Ai mà chơi hoa thì cũng là một những dòng cây mà đem đến hoa rất là đẹp cho người chơi để chúng ta có thể thưởng thức. Cây này cũng đẹp nè quý vị các bạn. Cây này cái phần thân, phần rễ nổi đẹp nè ha. Đó. Hơi bị bỏng ruột tí. Hơi bỏng ruột tí. Ha. Đây người ta chám lại. Liền lạc. Chưa gỡ kẽm nhưng mà cây này cũng liền lạc hết rồi. Nói chung là cái dàn lộc vừng ở đây đều có chất hết. Cây nào thấy cũng rất là chất quý vị các bạn. Đây như vậy nè. Cây này cũng đẹp nè quý vị các bạn. Cây bên này cũng đẹp. Đã chưa? Thân nó là thân trân này lâu lắm rồi nè. Này nuôi lâu lắm rồi, ngọn nó trên nó to to hết rồi các bạn thấy không? Ngọn to to hết rồi. Ngọn 25. Thân ở dưới rễ nổi cũng đẹp. Đó, chắc cái video thứ hai này cũng sẽ kết thúc ở đây quý vị các bạn. Tập trung vô lộc vừng là chính trong cái hai cái video đầu tiên ở cái vườn bonsai ở Nhân Trạch quý vị các bạn ha. Quý vị các bạn đừng quên xem tiếp những cái video tiếp theo trong cái vườn này quý vị các bạn, toàn cây đẹp. Và cũng đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh quý vị các bạn nha, để tiếp tục ủng hộ kênh cũng như là theo dõi những cái video cực kỳ hay ho và hấp dẫn phía sau của kênh thưa quý vị các bạn. Xin chào quý vị các bạn.